Ngày 18 tháng Giêng năm 1615 vẫn thường được coi là ngày khởi sự của công cuộc truyền giáo trên đất Việt, bởi vì ngày đó ba nhà truyền giáo đã dòng tên đó là Francesco Buzumi, Antonio Diaz và Diego Cavallo đã cập bến cửa Hàn Đà Nẵng, đã bắt đầu công cuộc truyền giáo vào đằng trong. Tại cửa Hàn, các ngài đã lập ra một nhà nguyện và rửa tội cho được 10 người. Rồi sau đó thì đến Hội An lập một cư sở, đầu tiên là ở Hội An, sau đó là đến Thanh Chiêm. Rồi sau này đến 1618 thì mới đi đến nước mặn của Quy Nhơn. Cái tam giác đầu tiên có lẽ là cửa Hàn, Hội An và Thanh Chiêm. Thì vì Thanh Chiêm thời đó là thủ phủ của chúa Nguyễn Phước Nguyên, và nơi đó là trung tâm hành chính quan trọng thứ hai sau kinh đô của đằng trong. Thì ở đây có một tam giác quan trọng, đó là cửa Hàn, Hội An và Thành Chiêm. Từ cửa Hàn về Hội An khoảng 30 cây số, từ cửa Hàn về Thành Chiêm cũng khoảng 30 cây số. Còn Thành Chiêm so với Hội An thì cách khoảng 7 cây số so với phía tây của Hội An. Năm 1624 thì đắc lộ đến, có thể là cửa Hàn, có thể là cửa Đại hay là cửa Hội An, bắt đầu công cuộc truyền giáo vào Việt Nam. Nhưng trước tiên thì đắc lộ phải học tiếng Việt, và đắc lộ học tiếng Việt với cha Francisco de Pina ở Thành Chiêm. Và như vậy chúng ta thấy người có thể gọi là khai sinh ra chữ quốc ngữ, khai sinh ra cái chữ viết của chúng ta hiện tại, đó là Francisco de Pina và những vị đồng nghiệp của ngài, đó là Antonio Barbosa hoặc là de Fontes, là những người đầu tiên đã nghe người Việt, đã nghe tiếng Việt và dùng mẫu tự Latin để ký âm lại, và hình dần dần hình thành nên một hệ thống chữ viết, đó là chữ quốc ngữ. Thì đắc lộ đến học với Francisco de Pina ở Thành Chiêm năm 1624. Nhưng rất tiếc là đầu năm 1625 thì Francisco de Pina đã bị chết đuối ở cửa biển Hội An. Nhưng công trình của de Pina đã được đắc lộ tiếp nối và hoàn thiện một phần nào đó, để cho đến khi năm 1650, khi mà đắc lộ xuất bản cuốn từ điển Việt Bồ La, thì trong cái phần giới thiệu của cuốn từ điển, đắc lộ cũng đã không dành hết công cho mình, nhưng mà đắc lộ đã nói: "Tôi đã dùng những công trình nghiên cứu của các cha khác, đặc biệt là cha Francisco de Pina, để hình thành nên chữ viết tiếng Việt." Rồi đắc lộ tiếp tục ở lại đó học tiếng Việt cho đến năm 1626, trước khi được gọi về Macao để chuẩn bị công cuộc truyền giáo vào đảo ngoài.